Xin chào 500 anh em, lại là mình đây. Cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe video này. Hãy theo dõi kênh để nhận thông báo ra video nha. Tiếp tục với bản tin hôm nay, máy bay chở bộ trưởng ngoại giao Ran đã hạ cánh vào chiều tối ngày hôm qua. Cuộc gặp mặt thượng đỉnh của các bộ trưởng phía Tây và Đông theo dự tính sẽ bắt đầu vào tối nay. Bản tin sáng hàng ngày anh điệp viên đều nghe để thu thập tin tức cần thiết cho nghiệp vụ của mình. Tại một tòa nhà, người người ra vào để vận chuyển các chú chó lên xe. Tốt lắm, mọi thứ đã sẵn sàng. Bắt đầu thôi. Bật mí cho các bạn biết thì chính những người này là những phần tử cực đoan, học không lo hành đến nơi đến trốn mà còn đòi chỉnh đốn chính quyền. Nhưng chú chó này cũng được đạo tạo một cách khắc nghiệt để phục vụ mục đích phi pháp của chúng. Dầm, cửa xe đóng lại, chuyển sang khung hình của Ania, la lá la la la, u bà lá là. Hôm nay là ngày vui của Ania. Cô bé Spy được ba mẹ nắm tay để đi mua một chú cún và sẽ làm cô sen cho em cún ấy. chợt Ania quay sang hỏi anh đặc vụ, cún con có biết ăn đậu phộng không ba? Con với bạn ấy đều thích ăn đậu phộng. Cô bé Spy hỏi Papa, con có dùng cách đó cũng không được đâu. Anh điệp viên bắt được âm mưu của cô bé để có thể ăn đậu phộng. Đậu phộng là món khoái khẩu của cô bé. Hức, vậy chúng ta mua đồ ăn mà bạn ấy thích nha. Đích đến của buổi đi chơi hôm nay, ưm ý là mục tiêu hôm nay của Operation Chicks sẽ là cửa hàng thú cưng. Tới rồi, phần thưởng, phần thưởng, la la la. Cô bé Spy hát ngân nga khi bước vào cửa hàng thú cưng. Đập vào mắt cô bé là những chú chó vừa già, vừa to hung tơn, vừa dữ. Có em Bitbull nhìn như tập tạ, cơ bắp như lực sĩ. Thấy sao Twilight, mỗi con trong số đó đều đã được huấn luyện toàn diện về các kỹ năng chiến đấu. Chú bán hàng thì thầm vào tai anh điệp viên. Cửa hàng này liên kết với tổ chức điệp viên Wise, chuyên buôn bán và phân phối chó nghiệp vụ cho quân đội. Mình cũng hy vọng sẽ tìm được một con chó phòng vệ để tăng cường thêm an ninh. Nè, con thấy các bạn ấy thông minh với dễ thương không? Ania. Ấy. Ấy. Không ổn rồi, lại là vẻ mặt hoàn toàn bất mãn đó. À, còn con nào bé bé với trông dễ thương chút không? Ừm, để tôi kiểm tra thử phía khu sinh nở xem sao. À, hôm nay chỗ khu cứu trợ động vật cũng đang có ngày hội nhận thú nuôi đó. Thế à, vậy tôi cũng ghé chỗ đó xem sao. Phía cửa sau có một người đàn ông trung niên giơ tay đưa ký hiệu hình vòng tròn hướng về phía anh điệp viên. Chỉ thị từ phía trụ sở à? Anh điệp viên bắt đầu có biểu hiện bị đau. Khó chịu nói, anh xin lỗi, nhưng chắc là bao tử của anh có vấn đề thật rồi. Hay hai mẹ con đi đến chỗ cứu trợ động vật trước đi, nó ở ngay chỗ nhà ga ấy anh đi vệ sinh tí nhé ơ à, có thật là không sao chứ tụi em ở đây đợi cũng được mà cô vợ sát thủ lo lắng hỏi Bà chắc cần kha khá thời gian để giải quyết chuyện riêng tư đó ma ma hay mình đi trước đi vậy à thế cũng được cảm ơn con gái nhiều lắm cơ mà ừm nhanh chóng anh điệp viên đã gặp đồng nghiệp và được bế lên xe chạy về trụ sở ngay tức khắc khoan đã sau khi nãy ông không đề cập gì tới chuyện chở tôi tới chỗ trụ sở hả là lệnh triệu tập khẩn cấp ạ à. Nếu anh thấy có vấn đề gì thì có thể bàn lại với quản lý. Kế hoạch ám sát bộ trưởng Bộ ngoại giao Gran Á. Theo thông tin có được thì chúng, bọn phần tử cực đoan sẽ tấn công vào buổi họp thượng đỉnh tối nay. Chủ mưu đằng sau vụ việc này là một nhóm sinh viên theo chủ nghĩa cô lập cực đoan, hiện đang học tại trường Đại học Berlin. Chủ mưu như ít nhiều gì vụ này cũng do phía cảnh sát mật nhúng tay vào. Cũng may là bọn tôi bắt được một tên đang lén lút bên ngoài đại sứ quán. Mọi người vẫn đang thẩm vấn tên đó, nhưng tới giờ hắn vẫn chưa khai ra bất cứ thông tin gì băng đảng của hắn cả thế nên mới cần tôi tới đó à? Vừa làm cha vừa phải lo làm nhiệm vụ đúng là khó khăn thật nhỉ, làm cha chính là một nhiệm vụ đấy. Dẫu vậy có vẻ cũng tới cái thời đại, mà cả trẻ con cũng đi làm khủng bố rồi. Tại phòng giam của đội, cộp cộp, cô quản lý bước vào phòng thẩm vấn. Tôi nói rồi, con điếm phương Tây như cô có tới đây thẩm vấn bao nhiêu lần nữa cũng vô ích thôi, tôi sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè. Cậu nhầm to rồi, rời bọn tôi cũng chả cần phải thẩm vấn cậu nữa. Bọn tôi đã bắt được tên cầm đầu rồi. Kết tên khủng bố gọi tên của đồng bọn. Chính, chính là nó đó. Chính nó đã bày ra toàn bộ kế hoạch này đó. Tụi em hoàn toàn không hề muốn làm mấy chuyện này đâu. Làm ơn tin em đi. Em không có là gì sai hết. Tên đồng bọn nói trong hỗn loạn. Kết, anh đang nói cái gì vậy hả? Có ngậm mồm lại không hả? Chỉ cần các anh thả em ra thì các anh cần gì em cũng khai hết. Không lẽ? Không lẽ hắn định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình sao? Bạn bè trung thành quá nhỉ? Nói trắng ra thì tôi cũng chẳng quan tâm tới việc ai mới là kẻ cầm đầu vụ này đâu. Kẻ nào cho chúng tôi biết những thứ chúng tôi cần biết, thì công lý sẽ ở phía của kẻ đó. Cho nên hình phạt của cậu là, khoan đã em nói mà, em không phải là kẻ cầm đầu đâu mà, chính hắn mới là kẻ đã bày ra kế hoạch này đó. Có vẻ chúng ta cũng cần thêm thời gian để trò chuyện nhỉ. Ngoài phòng thẩm vấn, tốt rồi, nhờ vậy mà ta sẽ có thêm một ít thông tin từ phía thuộc hạ của kết. Không đơn giản thế đâu, chỉ dùng những mánh khóe diễn xuất cú dích này để thuyết phục hắn hợp tác thật sự rất rủi ro đấy. Doạt, ngay lập tức mặt nạ được cởi ra đó là anh điệp viên đã cải trang thành kết để lừa tên tội phạm. Lỡ nó là dân chuyên nghiệp thì trò này đã dễ dàng bị nó nhìn ra rồi. Giờ đưa tôi về được chưa? Không, cứ chờ xem thằng bé sẽ nói gì đã. Ngoài ra còn có Kevin và Kim đang học ngành kỹ sư, theo em được biết thì họ đều là những thành viên tích cực của nhóm. Bọn chúng dùng nhà kho gần trường học học và một phòng trên quán bar ở đường 1 để làm căn cứ. Vậy cậu tính triển khai kế hoạch ám sát này như thế nào? Chó! Cô quản lý tim đập thình thịch. Kế hoạch sẽ là cho khoảng 10 con chó đeo bom trên người, rồi thả chúng chạy về phái gã bộ trưởng khi hắn đang trên đường đến dự buổi họp mặt. Là bom chó à? Căng rồi đây, muốn chặn cả một đám chó được huấn luyện như vậy thật sự không phải là dễ. Không tin được. Kinh phí bỏ ra để huấn luyện một con chó nghiệp vụ như thế này cũng đáng giá ngang với một quả tên lửa. Một nhóm sinh viên đại học thôi là gì đã có tới từng ấy tiền chứ? Có vẻ phía sau chúng vẫn còn kẻ nào đó hậu thuẫn, có thể là phe cánh hữu hay một quốc gia nào đó chẳng hạn. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ 10 phút mọi người cũng đã nghe rõ rồi đấy vấn đề trước mắt chúng ta tìm ra được băng đảng khủng bố và ngăn chặn cuộc tấn công này lại sao không hủy buổi họp thượng đỉnh luôn cho dễ không được làm thế khác nào đang xỉ nhục giới cầm quyền australia chúng ta phải giữ hòa khí với các đảng đối lập ở đây nữa hai anh hãy lén báo cáo lại vụ việc này với phái cầm quyền chắc chắn họ cũng muốn tìm cách ngăn chặn vụ việc này giống chúng ta thôi rõ cô quản lý phân công nhiệm vụ e là bọn tôi cũng cần đến sự giúp đỡ của anh thêm một thời gian nữa tôi hiểu mà với tình cảnh quan hệ giữa phía đông và phía tây đang căng thẳng như hiện tại việc để lộ thông tin về vụ việc này ra ngoài dù cho có là một cuộc ám sát thất bại đi chăng nữa cũng sẽ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát cho nên bằng mọi giá phải ngăn vụ ám sát này lại trên đường phố có hai thanh niên dẫn hai chú chó đi dạo phố tao vào trong mua cà phê một chút nhé chúng nó cũng ngoan hơn rồi ấy nhỉ hà hà cũng khá thông minh đấy chứ thì chó càng lớn sẽ càng khôn mà ngoài phố có cậu nhóc đi dạo phố cùng mẹ của mình vui đùa chạy quá trớn oái đột nhiên chú chó ngồi gần đó thấy vậy chạy tới cắn vào áo của cậu bé để níu lại con chó đi sao thế đâu ra vậy á à, nó ăn thịt con mất dầm oái ôi trời bảng quảng cáo rơi từ trên toàn nhà xuống luôn kìa. tí nữa là rơi chúng thằng bé rồi giật cả mình cậu cậu đã cứu tớ sao cảm ơn cậu nhiều gâu à xin lỗi đó là chó của tôi ạ à. hư quá đi mà tao đã bảo mày ngồi im rồi cơ mà bộ có chuyện gì à ừ tự dưng nó bỏ chạy mà có chắc là dùng đám chó này sẽ ổn chứ ai biết kế hoạch đã như thế rồi giờ có muốn rồi cũng không kịp nữa buổi diễn tập với giám sát đều kết thúc tốt đẹp cơ mà với lại tao thấy chúng ta mau về sớm thôi để kết nổi điên lên thì mệt mỏi lắm đấy tại trung tâm cứu trợ động vật ania hớn hở nhìn khắp nơi và nhìn ngắm những chú chó đủ các thể loại Chúng nào nhìn cũng thấy vừa mắt oa wow, là ngày hội nhận thú nuôi đúng không nhỉ trông rộng rãi với náo nhiệt chưa kìa sao từ đầu lót san không đưa chúng ta tới đây luôn nhỉ cún con đáng yêu quá nè mama mèo nữa nè có thỏ nữa nè cô bé spy chạy khắp nơi để xem ania san đừng chạy lung tung như thế nữa coi chừng bị lạc vào đám đông đó nghe rõ nè không được tự ý đi quanh chỗ này một mình được không rõ ạ. À. Hoa, wow. xem chú chó đạch săn đó dễ thương chưa kìa chân ngắn là dễ thương à ý mama là con cũng dễ thương đúng không ở đây có loại nào nhỏ à dễ nuôi không ạ à? loại nhỏ thì trong lúc mama đang hỏi cô tư vấn về chó Cô bé Spy nhìn ra ngoài cửa thấy chú cho rất to khiến cô bé thốt lên kinh ngạc. Oa wow, oa Pomeranian. Bự ghê. Giật cả mình luôn. Chú chó đang đi bỏng dừng lại và dùng mũi ngửi cô bé. Cô bé Spy đọc được suy nghĩ của chú chó, trong đó có hình ảnh của gia đình mình. Đi nào, người chủ hối thúc chú chó đi. Trong lúc Mama đang cô tư vấn về các chú chó, không để ý đến Ania, cô bé đã rời đi và đi theo chú chó đó. Mình chỉ đi một chút thôi. Cô bé Spy tiến vào tòa nhà mà chú chó đã vào ania rón rén chậm chậm đi vào trên này có cửa hàng nào ư bạn chó ấy đi đâu rồi nhỉ cô bé spy ở cánh cửa ra thì thấy rất nhiều chú chó được xích lại trong đó có chú cho à cô bé spy đã thấy ở ngoài cửa cậu đây rồi thật ra cậu là ai không được gây quá nhiều chú ý à ừ không sao đâu đang ngày hội nhận nuôi này nên đi đâu cũng thấy chó thôi đó là tiếng nói phát ra từ phòng bên cạnh đúng là điểm tốt lành kế hoạch này mà thành công thì âm mưu thông đồng phía đông và tây đều sẽ kết thúc cái chết của bộ trưởng Bran sẽ là mồi lửa khơi lên cuộc chiến mang lại vinh quang cho Ostania chúng ta và tiêu diệt hết lũ lợn mọi dợ Westania chúng nó, tiêu diệt hết chúng nó. Bỗng Ania bước vào một căn nhà và trong đầu tự hiện ra những suy nghĩ vừa rồi của bọn phần tử cực đoan. Có kẻ xấu, không lẽ đây là nhà của kẻ xấu? Bốp, một tên thanh niên cao to, vẻ mặt hưng tợn, đứng ngay sau lưng cô bé Spy, khiến cô bé hoảng sợ. Nè, tụi mày đang làm cái quái gì đấy hả? Con nhãi này nãy giờ nghe hết kế hoạch rồi đấy. Cái gì cơ? sao lại có con bé ở đây chứ làm sao giờ cô bé spy cố gắng chạy khỏi nhưng không được vì đã bị bàn tay của những tên khủng bố kéo lại vậy thì là việc cần phải làm thôi kẻ cầm đầu khủng bố cầm con dao trong tay và nói không được để nó sống trong lúc này mama của cô bé spy đang đi tìm cô bé khắp nơi còn papa thì đang đi tìm chỗ ẩn nấp của những tên khủng bố thôi nào kết nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà để nó nói lại với cha mẹ thì sẽ mọi kế hoạch đều sẽ đổ sông đổ biển phải đề phòng hậu họa Chú chó to lớn cắn dây xích. Gấu gấu. Chú chó lao tới tên to con đang nắm lấy cô bé Spy. Đẩy cô bé Spy ra. Bạn chó. Nó lại giở trứng nữa kìa. Thế đợt huấn luyện vừa rồi thành công cốc à? Gâu gâu. Ai cho phép mày sủa vào mặt người phe của mình hả? Tên khủng bố là chú chó khiến cho nó sợ hãi và trốn sau lưng cô bé Spy. Chú chó sợ tên mặt lạnh lùng kia là vì chúng nó hành hung chú mỗi ngày, không nghe lời thì bị trích điện đánh đập dã man con ngang. Đủ để cho thấy bọn này nhân tính bỏ đi hết. Gấu. Con khốn này, đừng có động tới công cụ làm việc chứ. Gấu gấu, chú chó liên tục sủa vào mặt bọn khủng bố ấy. Nhưng nó cứ sủa như thế thì cũng không ổn. Bình tĩnh nào. Tao thấy hôm nay chắc sẽ không ai cảm thấy có vấn đề gì nếu nghe thấy tiếng chó sủa đâu. Tại hội trường nhận thú nuôi, cô vợ sát thủ vẫn chạy khắp nơi tìm cô bé spy. Ania San. Con đâu rồi? Cô vợ mặt không còn hột máu, đi tìm Ania vì sợ con bé bị bắt cóc. Xin, xin lỗi, anh chị có nhìn thấy bé gái trông giống như thế này không ạ? À? bé có mặc áo khoát màu xanh nữa chị có thấy không ạ à? cô vợ sát thủ chạy khắp nơi cô đã leo lên trên mái nhà để nhìn xuống có thấy cô bé spy đâu không không thấy con bé không có ở đây thôi xong hay là con bé bị con chó nào đó ăn thịt rồi trí tưởng tượng của cô vợ sát thủ thật phong phú à bình tĩnh nào do không thể có chuyện đó xảy ra được nhưng nếu thế thì chỉ có thể là con bé đã bị bắt cóc không xong rồi không xong rồi tên khốn đó sẽ ép ania san phải cưới hắn Lót san lại không có ở đây Mình phải làm sao bây giờ Mới tí tuổi cưới về đi thu hả Ngoài giết người giỏi ra thì do còn rất biết tưởng tượng Lót san anh làm ơn xử lý việc trong toilet sớm một chút được không Phía anh điệp viên thì đang tích cực tìm kiếm nơi ẩn nấp của bọn khủng bố Tìm không ra trong hôm nay thì tình hình hai miền Đông Tây xem như là vết nứt không thể hàn gắn Như Triều Tiên và Hàn Quốc hiện nay Cạch kho số 9 được các anh điệp viên mở cửa lên Bên trong trống trơn không có một ai Thoai lai, đấy à Cả hai căn cứ thằng bé nhắc tới đều hoàn toàn bị bỏ hoang chỗ của anh sao rồi? Có tin tốt đấy, một tên trong số bọn chúng đã thuê hai chiếc xe van dưới tên Kevin Nôn. Biển số XX10. Tốt lắm, bọn tôi sẽ lần theo dấu của chúng. À ngoài ra phía bọn tôi cũng tìm ra được chính xác nguồn gốc của lũ chó. Cái tên này có thể sẽ làm anh khá bất ngờ đấy. Dự án Apple. Đó là tên của một dự án nghiên cứu, được khỏi sướng bởi chính quyền Australia nhằm tạo ra những sinh vật có siêu trí tuệ nhằm phục vụ cho quân đội. Tôi cũng có nhớ tới cái tên đó. Một dự án mà bọn chúng điên cuồng thử nghiệm mọi thứ lên động vật cho tới khi bị chính giới cầm quyền dẹp bỏ và tiêu hủy. Đúng thế, nhưng tôi cũng có nghe nhiều tin đồn rằng những con vật từng bị đem ra thí nghiệm lại được giao bán ở chợ đen thay vì bị tiêu hủy. Chị nghĩ vì thế bọn khủng bố có được chúng á? Khả năng cao là vậy. Có thể đó chỉ là những thí nghiệm thất bại, nhưng xét cho cùng, lũ chó đó đã huấn luyện vô cùng bài bản, thậm chí có thể đang sở hữu một siêu trí tuệ cũng không chừng. Không thể lường trước được, chúng sẽ như thế nào, nên chúng ta phải thật cẩn thận. Tại tòa nhà của bọn khủng bố, nhãi con mau tránh xa con chó đó ra đổi lại tao sẽ giết mày thật nhanh gọn. Tên cầm đầu cầm con dao sắt nhọn chìa về cô bé Spy. Go, go. Chú chó ra dấu hiệu cho cô bé Spy. Cô bé Spy đọc suy nghĩ của chú chó. Ring ring. Điện thoại á. Bập, chú chó gặm lấy áo của cô bé Spy. Nhanh lên nào. Cả nhóm khủng bố chuẩn bị rời đi. Thì có tiếng điện thoại vang lên. Gì đấy trời, ai lại gọi vào giờ này chứ? Alo. Gì đấy Kim. Sao cơ? May đùa hả? Kết không ổn rồi có một nhóm lạ mặt tấn công vào hai căn cứ của chúng ta. Không lẽ đám cảnh sát ngầm? Chật, sao được chứ? Không lẽ có kẻ tố giác à? Mà vẫn chưa liên lạc được với Chris sao? Tao sợ là nó gặp chuyện rồi. Cũng may là xảy ra lúc tụi mình đang chuẩn bị lên đường. Mọi người không cần phải quá lo lắng. Chúng ta sẽ đổi sang kế hoạch B đó là... Ủa, con bé trốn đâu rồi? Ơ, ờ, trong lúc bọn khủng bố không để ý. Chú chó đã kéo cô bé chạy ra. Gâu, chú chó cho cô bé Spy lên lưng mình ngồi. Chó ơi, cậu là đồng đội của Ania sao? Gâu, nhưng làm sao cậu biết được là điện thoại sẽ reo lên vậy? Không lẽ cậu, nhìn thấy được tương lai à? Bộp, bạn chó, mau chạy tới chỗ đằng kia đi mama sẽ cứu chúng ta đó. Không phải, hướng này, là hướng kia kìa. A a a a. Cô vợ sát thủ đã thấy cô bé Spy đang được chú chó cỏng trên lưng chạy. Ania san, trên lưng con chó à? Khốn kiếp, chúng mày đang làm cái gì thế hả? Tại, tự dưng có điện thoại nên. Nhưng con bé đó có đi cũng đâu ảnh hưởng gì. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch thôi mà nhỉ. Thằng ngu này, nó nhìn thấy mặt tất cả chúng ta rồi đấy. Cất mau dẫn theo một con chó rồi đi với tao. Mày tính đuổi theo nó thật à? Lấy cho tao bản đồ khu này đi. Có sới tung cả khu này lên cũng phải bắt được nó. Còn tụi mày cứ đi trước, theo kế hoạch mà làm. Rõ. Bạn chó dừng lại, cho tớ xuống. Gì kia dễ thương chưa kìa. Cứu Ania với, cháu đang bị lũ người xấu truy đuổi. Chắc con bé đang chơi trò đuổi bắt, những người đi đường đang cười cô bé Spy. Bạn ấy chạy nhanh quá, nhanh thật luôn đó Đúng rồi, hay là chúng ta chạy tới đồn cảnh sát luôn đi Ania và bạn chó cả hai chúng ta sẽ đi cứu cả mọi người Và ánh sao sáng Ania sẽ lại tỏa sáng một lần nữa Gâu, dễ hơn tao tưởng nhỉ Cậu bị mù đường thật à, quay lại chỗ cũ rồi Mau quay lại À à à, một chú chó của nhóm khủng bố lao tới tấn công cô bé Spy và chú chó đi cùng cô bé Tên cầm đầu nắm lấy dây xích của chú chó Một tên khác nắm lấy cổ áo của cô bé Không có chạy lung tung nữa giết nó nhanh đi ừ tên khủng bố hung hàn lao tới định bóp cổ bé spy đừng trách bọn ta nhé ở ngay sau hắn xuất hiện một luồng sát khí bốc một cước cô vợ sát thủ đã đá bay được tên khủng bố đang định ra tay hại cô bé spy nà ní cả bọn há hóc mồm chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra đầu của tên đó đã cắm xuống đất không khác gì chiêu thức cạp đất ăn cùi trỏ thủ lũ bắt cóc khốn kiếp các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này ania sẽ không bao giờ cưới tên khốn ngươi đâu là sao nà ní cả bọn không hiểu mẹ con bé nói gì. Mới tí tuổi này mà bắt cóc về tốn cơm tốn gạo thêm chứ được gì. Thế là hết tập hôm nay. Chúc anh em một ngày thật nhiều sức khỏe và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video ra sớm nhất nha.